Trông cậu ớt bằng con chuột giả và cái kết. Nhà chung cư thì đéo nó chuột vào thế nó em mở cửa ra xong rồi cái đầu nó lò cái trông cống phải đóng luôn mày cửa chưa vào à? Không trêu anh thì nói xem đi. Sao chung cư có chuột nhỉ? Em không đùa đâu, em sợ chuột lắm, anh ra bắt được đi. Thằng không? Mực nó lúc nãy em mở cửa ra cái đầu nó tới trên cống luôn. Em phải đóng cửa và em sợ chuột lắm. Chuột thì thằng đéo sợ đâu. Anh lấy cái gì anh bắt đi chứ anh cầm chúng nhau làm gì? Không anh cho nó ăn à? Không ưa. Thằng không? Lùi lùi ra, đứng chạy ra lùi ra. Đây. Chạy ra là còn đập. Ra lùi ra nhá. Mày ngu, mày cứ đùa đùa ra trông con, cứ đùa gì. Đi mà dọn nhau lại. Ôi, ôi, ôi. Ôi, vãi cả nhau. Ôi.